Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ tới với một clip đập 100 Lucky Block Roblox. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series đập Lucky Block của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký, và nếu đã đăng ký rồi thì nhớ bấm vào cái chuông nha. Ok, và hôm nay mình sẽ đập 100 cái Lucky Block Roblox. Thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là đập 100 cái Lucky Block ở sân sau của Finish and First. Đây là ngôi nhà, mình đang ở trong ngôi nhà của Finish and First các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ra cái sân sau của ngôi nhà này, sau đó là mình sẽ đập 100 cái Lucky Block cho các bạn xem nha. Nghe là hấp dẫn rồi đúng không? Đấy. Thì đây là một cái loại Lucky Block mới. Thì nếu các bạn muốn mình làm thêm một số cái clip về Lucky Block nữa thì các bạn nhớ comment ở phía dưới để mình biết nha. Đây là cái chỗ sân sau của nhà Finish and First này. Chỗ này chỗ chị Candid hay nghe điện thoại của bạn này. Đây thì các bạn thấy cái sân sau rất rộng rãi. Là một nơi thích hợp và tuyệt vời để chúng ta đập Lucky Block. Để mình cũng khá là giống Finish and First. Đây, ngôi nhà phía sau đây khá là đẹp đúng không các bạn? Thì mình có 100 cái Lucky Block Roblox ở đây nè. Đó, mình sẽ đập từng cái một nhá. Mình sẽ trải một hồi ra mình đập. Mình sẽ trải 5 cái một lúc nhá. Rồi, mình sẽ đập 5 cái block. Mình có một cái cúc kim cương đây. Cái gì đây? Ở đây có một số cái món đồ ở trong Lucky Block ấy, cho nên là cái gì ấy? Ở đây có một số món đồ ở trong Roblox ấy, thì bạn nào mà là fan của Roblox thì có thể biết mấy cái này nha. Bây giờ mình không biết đâu. Cái này là cái gì vậy? Một cái mặt cười các bạn ạ. Gì đây? À, mấy cái giáp kim cương. Ui, rất nhiều chó anh em. Wow, rất nhiều chó này. Mấy con chó này. Ok, ra một cái hộp Ender. Từ từ đã. Mình phải để cái chế độ bình thường nữa các bạn. Để có gì nó còn xuất hiện quái vật để anh biết nữa. Rất nhiều obsidian này. Ok, 1, 2, 3, 4. May có mình chưa chết các bạn ạ. Ơ, cái gì đấy? Đây là vấn đề của mình. What? Vấn đề cái lồng gì ấy? Mình không hiểu, nhưng mà nó kêu là có một cái vấn đề gì đó ở đây. Và rất nhiều chó ở đây, bãi trưởng. Cái gì đấy? Mình có thêm một món đồ mới này. Wow, một cái farmer gì này các bạn. Một cái farmer gì mà 126 attack lận. Để mình thử cầm cho các bạn xem nào. Cái gì đấy? À, để mình giết mấy con chó này. Sau đây các bạn, vì mình đã hành hạ động vật nha. Nhưng mà nó sủa quá, nghe rất là điếc tai. Đấy. Đấy. Sau đây các em. Trời ơi, mình khác gì thằng giết chó đâu nhỉ. Ôi, lại mèo. Wow, shit, nó kêu nhiều lắm các bạn ơi. Rất là nhiều mèo đấy anh em. Các anh em thích mèo không? Đấy, nếu anh em thích mèo thì kêu này. Nhà mình cũng có hai con mèo nên mình rất là ngại khi xuống tay với lũ mèo này các bạn ạ. Thôi mình sẽ không. Chúng nó kêu quá anh em ơi. Ê, cái gì đây? Thì mình đập xong cái này đã. Mình được thêm một cái cream các bạn. No, mình không muốn giết mèo, mình sẽ đi ra khỏi đây. Mặc dù mình đã giết mấy con rồi, 2 3 4. Ice cream là cái gì nhỉ? Ôi rất nhiều TNT này. Và cái gì ấy? What the hell? Giật cả mình anh em ạ. Ấy cái gì đây? Một con thỏ. Ôi, con thỏ. À mày, ui vãi, nó giết mình chết các bạn ơi, vãi thật. Thôi mình sẽ đập ngoài đây đi, tí mình sẽ vào đây đập sau vậy. Tí mình gặp con thỏ. Ui, cái gì đấy? What, găng tay Thanos anh em ạ. Vãi, mình có găng tay Thanos này, vô cực đam luôn. Mình không biết sử dụng như nào, thì mình thử ra đánh con này nào. Vãi, ui đập cái chết luôn đấy các bạn ạ. Bất cứ con nào vào cũng một hit chết. Đây là găng tay của Thánh Phòng Tôm rồi các bạn. Vãi. Ui mạnh lắm. Mày lên em ơi. Đây là găng tay của Thanos. Không bắn được ta. Mình tưởng nó phải bắn đấy chứ nhỉ. Tưởng bắn hay búng gì cơ. Bạn thấy trên tay là 6 viên đá vô cực này. Vô cực không phải bắc cực nha các bạn. Ok, đập tiếp nha. Ê, con gà. Lucky Chicken. What? Lucky Chicken là sao? Ôi. Oh shit. Con slam khổng lồ. Mày này nhờn với anh. Ui, nó ra những con slam khác. No, hết máu rồi. Đừng giỡn vậy. No, chạy ra các bạn ơi. Mất dậy vậy. Sao nó ra nhiều con slam khổng lồ này. À quên, cái đây có một con mèo đi lạc ở đây này các bạn. Hello. Ui vãi vãi. Con mèo chạy nhanh nhé. Đậu. Mình phải vào mình giết con rabbit điên rồi đã. Có một con thỏ điên đây này. Mày đối đầu với găng tay vô cực của anh. Ê, the killer bunny. Đò kêu nở bully này. Nó đánh kêu mình các bạn ạ. Shit, cái gì đây? Dã man.
Sao toàn toàn thứ gì khủng khiếp này? Nhưng mà chúng mày nhầm rồi, tao có găng tay than nốt ở đây. Từ mình mặt trời sáng đó. Ok, đập tiếp nào. Rồi mới có mấy cái lucky block rồi mà đống thứ rồi các bạn ạ. 1 2 3 4 và trời ơi, sao mình không có cái gì mình không có gì hay ho ta, không có đồ ăn nhỉ? Bây giờ mình chưa thấy đồ ăn ở đây. Hello. Ôi, ở trong nhà mình bây giờ là toàn creeper cũng như là skeleton đấy các bạn. Mình dùng này đập nữa thôi, dùng này đập cho nhanh. Ê, máu. Máu đúng không ta? Ôi. Ê, rốc lốc potion. Đây, mình có thể dùng cái này. Mình kết hợp thì như là được. Ơ, không được. Không kết hợp được các bạn ạ. À, chắc mình uống luôn hay sao ấy. Cái gì ấy nhỉ? Tăng sự may mắn hay gì ấy. Ok, đập xem nào. Rồi, cái gì á? Như cái giếng điều ước các bạn. Quá trời kim cương luôn. Hay quá anh em ơi. Rất nhiều kim cương nè. Cái gì đấy? Ồ, một cái dương không ạ. Vãi trưởng. Cái gì đây? Một con creeper anh em ạ. Mày này. Mày không biết tao có găng tay vô cực ở đây à? Một cái gì ở đây các bạn? Toàn đồ lạ thôi, mình chưa thấy bao giờ luôn đấy. Xem nào. Cái gì đấy? Studio là sao? Một cái gì studio gì các bạn ạ? Mình không hiểu lắm nhờ. Nó không có đam, nó chỉ có dây hồi thôi. Nãy giờ mình mới đập có vài cái đấy các bạn ạ. Ok, mình sẽ đập tiếp nhá. 1, 2, 3, 4. Rồi con này nó mấy con mèo nó lắm mồm y như mèo nhà mình luôn. Thề. Đấy. Cái này không có gì luôn này các bạn. Vãi trưởng. Lại là một con này tiếp. Mày này. Nhơn vết vũ than nốt. Đậu phộng. Cái gì ạ? Lại một cái dương không các bạn ạ. Một cái mũ. Cái mũ này không phải là mũ. Cái mũ vừa nãy không phải là mũ trong Minecraft các bạn ạ. Để mình xem cái mũ này nào. Roblox Studio Hermes. Đê, mình được một cái Roblox Studio Hermes. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Mấy con mèo này kêu nhiều quá. Cái gì vậy? Không có gì hết. Rất nhiều hoa. Ui, một cây kiếm anh em ơi. Wow. Ui, cái gì đấy? Ui, kỵ sĩ xuông anh em ơi. Đấy, nó bay được luôn kìa. Đậu. Ui. Ê, anh ơi. Mày này. Mình lấy được bộ đồ của nó. Ha ha ha. Cái tội dám nhờn với anh. Mấy con mèo này đi ra. Đậu phộng, tao không chơi cho mày đâu nhá. Mấy con mèo nó thích mình hay sao? Mèo 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 mèo. Bố mới còn giở hơi. Ok, cái kiếm này 102 attack các bạn ạ. Thì mình cầm thứ các bạn xem nào. Wow, các bạn nhìn mình lấp lánh không? Đây là một cái áo giáp lấp lánh luôn đấy các bạn ạ. Nhìn rất là hấp dẫn này. Lấp lánh luôn này các bạn. Nhìn chất lượng không? Ok, bây giờ mình sẽ lại một cái kiếm nữa. Cái gì đây? Sao nhiều đồ này? Mình tạm vứt. Cái này có 6 attack kìa các bạn ạ. Để mình cầm thứ nào. Nhìn như kiểu cái que chọc đít đấy các bạn. Ấy, sao lại có phù thủy ở đây? Từ từ, mình phải găng tay vô cực của tớ rồi. Tớ phải cầm găng tay vô cực ra mới chơi được mấy con này. Hello phù thủy. Hello zombie. Khá là easy luôn. Rồi, các bạn thấy cái găng tay vô cực của mình ghê không? Mình sẽ tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi, mấy cái miếng mút gì á? Ê, kim cương, sẽ đánh này. Đùng. Cái này mình biết rõ lắm rồi. Cái này không có gì hết. Lại một cái dương không các bạn. Sao nó cứ cho mấy cái dương không vậy? Mấy bộ giáp này mình không cần nữa này. Nhưng mà mày đừng nghĩ mày to à. Dám nhờn với vũ than nốt à. 1, 2, 3, 4. Nên mèo này lắm mồm ghê luôn đấy các bạn ơi. Ui, một cái kiếm. Kiếm mới này. Để mình xem cái kiếm này là cái gì nào. Một Godfire Dragon. Bạn nào biết về mấy cái đồ này thì có thể comment ở bên dưới để mình biết. Bạn nào biết mấy cái đồ đấy có thể comment ở bên dưới để mình biết nha. Mấy con này không biết nhiều máu không mà mình cho một phát chết rồi các bạn. Đúng rồi, găng tay vô cực. Cái gì á? Búng cái. Đấy là gì? Găng tay vô cực búng chìm cái chết luôn con zombie. Ui, không có gì hết. Lại có slam. Ui, shit. Lại có slam khổng lồ thế các bạn ạ. Các bạn thấy găng tay búng chim của mình ghê không? 1, 2, 3, 4, 5. Bùng. Ui. Nổ. Đã man. Ui, nổ đất nền luôn anh em. Đùng. À, lại một cái ba chia nữa các bạn. Vậy là mình có hai cái ba chia rồi. Đùng, rất nhiều TNT. Lại là một cái kiếm lửa này. Mình có một cái rồi cho nên mình không lấy nữa. Ơi, cái đồ mới này anh em. Xem nào. Cái gì đấy? Zoom quay cái gì? Để mình thử xem có sử dụng đúng không nào. Cái này là cái gì ấy nhỉ?
Cái này không biết để làm gì các bạn ạ. Thử vào cho con lợn phát nào. Không đánh được. Mình không hiểu cái công dụng của cái zoom coin là gì. Chắc là đây là một cái thứ gì đó ở trong Roblox đây. Mà mình vẫn chưa thể biết được là cái lồng đèn trung thu gì. 2, 3, 4, 5, bùng. Ê, lại con thỏ điên này. Con thỏ điên này, đậu phộng. Chúng nó không thể nào chống cự được cái găng tay vô cực của mình các bạn ạ. Lại cái mũ này đây. Cái mũ. Đây, vẫn là cái mũ này. Không có gì. Ôi, ui, ui, cái gì đấy? No, help me please. Ok, vừa rồi mình đã dùng game mod 1 để đi ra ngoài đây các bạn ơi, chưa lâu lắm. Mình chết rồi, chết rất lâu lắm. Ok, không có gì hết. Cũng chả có gì. Ôi, một bộ đồ kim cương các bạn ơi. Thôi mình nghĩ là mình sẽ không đứng ở gần đây đâu. Nó rất là khó chịu các bạn ạ. Mình ghét mấy cái chỗ mà nó có tiếng nước róc rách á. Nghe như kiểu là lông nách ấy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra đây cho nó xa xa các bạn ơi, đập cho nó dễ. Đỡ vì mấy con này nó làm phiền. 1 2 3 4 5. Ok, đập tiếp. Sắp xong rồi đấy. Ý, cái gì vậy? Một cái sound nether. Cái gì ơi? U. Thằng nào ơi? Ui, bóp bóp bóp. Vãi cả bóp các bạn ạ. Ấy, cái gì vậy? U, cái gì đấy? Cái móng vuốt à? Nhìn lạ vậy, mình chưa thấy cái móng vuốt này bao giờ. U, cloud một cái móng vuốt. Ui, nhìn này. Móc mắt con bò. U, 1000 đam các bạn ạ. Đồ này không biết là trong Roblox có không. Nhưng mà mình thấy mấy cái này lạ quá à. Không biết là găng tay than nốt ở trong Roblox có không luôn đấy. Như các bạn nhìn này. Ui, u, mình thực. Ui, các bạn nhìn cái bạn móng tay của mình này. Cái áo này sáng như con gắc ấy, sợ vậy. Ok, mình sẽ đập tiếp. Yes, không có gì hết. Ây, có một cái giường. Ây, có đồ này, có táo này các bạn. Ờ, chắc là mình không cần đâu, mình sẽ gửi bớt lại mấy món đồ ở đây vậy. À, có một vài món đồ mình không cần đấy, chắc là mình sẽ gửi bớt lại đây. Rất nhiều hoa hòe các thứ. Ok, full giường rồi. Ok, sẽ đập tiếp. 1, 2, 3, 4 và 5. Rất nhiều hoa. Gì đấy? Ý, pizza à? Thôi miếng bánh pizza gì đấy các bạn. Pepperoni pizza. Ôi, cái kiếm gì đây? Một kiếm băng hay sao á? 59 đam. Một kiếm băng để mình thử cầm xem có đẹp không nhá. Ờ, 2. Các bạn nhìn thấy kiếm đẹp không? Sida vãi trưởng. Ui, rất cao đấy. Mày này. Nhưng mà con này nó cũng không mạnh lắm các bạn ạ. Ây, có cái giường. Rất nhiều táo, mình sẽ lấy táo và mình sẽ gửi lại vài món đồ. Ok, ôi có cái quần nè, mình phải lấy cái quần này chứ. Quần này đủ cái bộ đồ ánh sáng này, bạn nhìn rất là chói. Rồi, mình còn 35 cục nữa, mình sẽ cố gắng đập hết 35 cục rồi. 2, 3, 4, có cái dây gì ấy nhở? Thế đấy có cái dây gì nè? À, cái kia. Cái đồ xoay sáng. Ui, rất nhiều sách. Ô, lại con này tiếp. Ui ôi, dã man, tí thì chết các bạn ơi. Nó nổ cái tí chết. Ok, lẽ ra mình phải đợi nó hồi máu nhưng mà thôi cứ đập ra đi. Mình nghĩ là nó, ôi, có gì đấy? Xúc sắc anh em ạ, à, nấm ạ. À. Gì đấy? Nó nói gì kìa? Cầm cái này mình sẽ được một điều ước ạ. Đây là điều ước của mình. Ủa, nó kêu làm gì là được điều ước ta? Chết rồi, nó vừa kêu đây là một điều ước mà mình không hiểu. Mình chưa kịp nhìn thì đã mất rồi. Thôi bây giờ mình sẽ ăn táo để hồi máu nhá. Đó. Đó, đập con 100 cái lucky block thôi mà mấy ngày luôn chưa qua các bạn ạ. Và mình sẽ tham xét đây nhá. Đập trời tối cũng được thôi nhưng mà trời sáng nhìn nó dễ hơn các bạn ạ. Trời tối khó nhìn lắm. 1 2 3 4, mình sẽ đập 5 cái block cho nó dễ. Ôi lại mèo rồi. Đây không có gì hết. Ôi! U! U! Vãi. Sao đánh lại con này đây? Mày bay đi. Ôi giờ phải có gặp con này nó bay trên đấy sao mà giết nó trời. Ôi kệ nó vậy. Ôi lại con thỏ điên này. Mày tao chém mày chết. Mày biết cái kiếm này bao nhiêu đam không? Đậu phộng. Con gát nó bay đi luôn rồi. Con gát nó đang ở trên đầu mình kìa các bạn. Nhưng nó ở khá xa chắc nó không đánh mình đâu. Một. Ôi sao lắc á? Điên lắc ạ. 2. Ôi hình như con gát như nó lắc hay sao các bạn. No, lắc quá. Rồi hết lắc rồi, hết lắc rồi. Ôi, lại lắc rồi. Con cờ hóa gát. Đầu phong nó bắn mình nãy giờ. Rồi hết lắc rồi. Sao như lắc ấy nhở? Mình chả hiểu, chắc là tại có đám cháy hay sao á. Ôi cái gì ơi. Không có gì hết. No, hình như con gát nó bắn lửa khiến cho nó lắc hay sao á. Còn xúc vật gát. 1, 2, 3, 4. Sao mình cứ nghe tiếng con gát ấy nhở? Ây, rất nhiều đồ nông cụ. Rất nhiều thịt. Rất nhiều yên cưỡi. À, mấy cái... Ôi! No!
Mình không ngờ mọi chuyện này có thể diễn ra như vậy. Ok, mình còn 18 cục nữa. 17, 16, 15, 14, 13. Bùm. Không có gì, không có gì. Ôi, có một món đồ gì mới đấy. Đi mình sẽ xem. Ê, gì đấy? Tinh công mệnh con này. Một cái ba xia nữa. Cái gì đấy? Ui, vừa có gì đấy các bạn? Mình không hiểu cái vừa nãy là cái gì. Tuy nhiên là mình phải đập chết mấy con nhóc rồi đã. Đậu phộng. Vướng víu. Vướng víu. Vướng 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 víu. Ok, xong. Easy. Mình vừa nhặt được cái gì ấy nhở? À, một cái mặt giận dữ các bạn ạ. Một cái mũ màu đỏ. Mũ đỏ chứng tỏ cave. Đây. À, mình có cái móng tay mà. Thậm chí mình có cái bàn tay Thanos nhưng mà không cần cái bàn tay Thanos đâu. Cái này thôi, mình đủ để khử hết mấy con này rồi. Chúng nó phiền quá nhở. 1, 2, 3, mình sẽ đập 13 cái luôn. Mình sẽ đập 13 cái một lúc luôn các bạn. Đấy, đập nhiều nó mới đã. Ok, ok. Ui, lại con thỏ điên này. May này, mất giấy. Lại một miếng mút nữa. Gì đấy, obsidian. Ôi, no. Sorry mọi người, mình lại game mod 1 nhá. Nó rất là mất thời gian đấy mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ sử dụng game mod 1 để đi ra luôn cho nó nhanh. Đó. Đó, lại game mod 0. Đó, ok. Cái gì đấy, không có gì hết. Ôi dồi, đừng có đánh tao nữa. Ôi, giết mình mất. Mày, mày này. Mày này. Mày. Ấy có cái gì kìa, cái gì tím tím kìa các bạn. Mày mấy con lợn này. Đậu phộng. Thật là mất thời gian đấy mấy con này quá đi. Con này nó phiền nhiễu quá nhở. Trời đất ơi. Đúng phiền luôn đấy. Đó, chết hết chưa. Phiền này, phiền này. Có gì tím tím này các bạn, mình chưa biết cái này là cái gì, mình cứ nhặt xem nào. Yeah. À, Zoplop Studio Squawk. Cái này nhìn, mình cầm nó có hiện không ta. Rồi, cầm nó không hiện luôn đó. Nhiều cái nào nó sida nó sẽ có màu tím như này này các bạn. Nó chưa hiện hết, nó chưa đủ hết đấy. Nó sẽ hiện cái màu tím như này. Rất là khó nhìn. Ok. Rồi, còn mấy cái nữa đập nốt nào. Cái gì đấy? Ôi, được cái chùy cái gì ấy. Khá là hay này. À, gì? Ui. Vãi. Cái gì ấy? Bao đam rồi? 100 đam mà nhìn nó hầm hố vãi. Ôi, cái gì ấy? Ơi, lại con này. Mày này. Nó chưa kịp làm gì, nó chết với mình rồi các bạn ạ. Còn gát mất dậy. Ok. Lại là cái này. Ui, một cái kiếm xanh nữa. Càng về cuối càng có mấy đồ lạ các bạn ạ. Mà cái kiếm này bé quá nhở. Phải cầm cái dìu kia nhìn nó mới hầm hố các bạn ạ. Cái kiếm này nhìn bé quá. Để mình thử xem nào. Kiếm nhìn bé xíu à. Cầm cái dìu này. Đó. Bạn nhìn này. Vãi trưởng không. Cầm này đi. Đi buông mấy con này vui vãi. Bạn thấy chưa. Bá chưa. Đó. Sir. À, mình vẩy là chết hết mấy con này. Easy sir. Quá bá luôn. Đó. Hay không. Ok. Giết. Ok. Đập cái này ra. Ấy lại con bốp. Hello bốp. Khỏe không. Ấy lại cái mặt cười. Ê có chữ rock này. Ui cái gì đó. Yes. Vậy là mình đã đập xong 100 cái lucky block. Rock block rồi các bạn ạ. Các bạn thấy thế nào. Thấy hay không. Nếu thấy hay đừng quên like và share video để ủng hộ cho mình nha. Để mình xem thử cái mặt rock block face. Nhưng cái này nó không liên quan đấy các bạn ơi. Gì nè. Nhìn cái mặt của con gà sinh tồn nó khắm chưa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ.